các bạn có biết mạnh mẽ nhất là cái gì không? Mạnh mẽ nhất là cái gì? Là bị đâm liên tục mấy trăm nhát mà không chết á. Đủ mạnh mẽ chưa? Ra đường đá số của bài ga, mấy cô em gái như con mana, công thức thể hiện như con lửa chùa, chai cần thơ chơi là phải chết không phải nữa. Chân đề quyến rũ bờ mông, chơi hết số mà em bước vào trong. Đêm nay gửi về nơi đó, nàng nhắn chưa hay đã trôi xa về đâu. Trời sao chiều buông mây vây đến lòng buồn càng thêm hơi say. Chân phong bu che phong trình, chuyển động gió biển ta xin. Like a kid, when your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume. Anh chê em đanh đá, vậy mà lúc em kêu a à, anh lại khen ngoan. Giờ biến hóa cần trông trông, giờ biến hóa cần lồng lồng, bù yao thế. Anh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Honesty with P, super gang gonna get that beat. Bọn em là người chưa hề đẹp đẹp, với cái simple simple. Đồng một mớ đàn ông, sao em phải tiếc, thằng không ra gì. Контракт не запретит. Симпл-тимпл. Vì em yêu anh quá cho nên em vẫn ở bên. Dẫu anh chẳng có gì, dù một ngày em vẫn